Đội giấc mơ có một nhiệm vụ, cùng đi với họ thôi các bạn. Dream Phone 24 quá vui để tải game này. Thiết bị mới đúng là đỉnh của job. Đợi đây zombie. L, điện thoại của mình chỉ đọc được chữ dưới hình trắng đen. Xếp hàng đi mấy đứa lười. Dân ạ, tập hợp đầy đủ. Sắp tới ta sẽ có một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đừng làm tôi thất vọng đấy. Kỷ luật trong hàng ngũ là trên hết. À, đau quá. Anh thử nhắc lại một lần nữa xem. Chả đầu tí nào. Liễu hồn. Chừng tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Máy bay đã bị tấn công. Đừng cười nữa. Sĩ quan lúc nào cũng phải cảnh giác. Lỡ có UFO trốn trong mây thì sao? Tới lúc hạ cánh rồi các chiến sĩ. Gặp lại sếp sau nha. Tiếp đất nhẹ nhàng nào. Yahoo. Vinh dự quá. Độ cao ấn tượng đấy. Yay. Chờ mình với. Thôi kệ vậy. Mấy ngôi nhà bé xíu xiu. Bay dậy khoan khoái quá ha. Chỉ khi mấy cái dù giá rẻ bung ra được thôi. Các điệp viên đặc biệt đã tới đích đến của mình. Điều bất ngờ nào đang chờ đợi họ? Wow, nội thất sáng trọng quá. Mia siêu siêu ngầu thích rồi nha. Ngồi thoải mái và tham gia vào chiến trận ngay thôi nào. Dàn trai làng trong xóm đi vào. Huệ chưa bao giờ mình hết mê vàng. Quà xịn quá ta. Mình bắt đầu thấy thích cái nơi này rồi đó. Để xài thử mấy đồ công nghệ tiên tiến này nào. Tới đúng chỗ rồi. Phòng cũng không tệ. Thử mấy thiết bị này nào. Lẽ ra phải có mấy cái máy xịn hơn thế chứ. Tải để chơi. Phần thưởng bổ sung. Mưa tiền mình thích này. Giàu còn hên. Phải chiến hết mình thôi. Đô đa không được tiện nghi lắm. Chắc lên cấp cao sẽ khó lắm đây. Lại phải giải quyết vấn đề kiểu người giàu. Alo, giao hàng khẩn cấp tới phố Trum. Lại thêm một vấn đề nữa. Không cần thối. Rồi, giờ thì không ai có thể cản bước Peter. Cứu! Game thủ đại bàng bia cứng hạ cánh an toàn rồi. Không có thì giờ để đau đớn đâu. Chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ nào. Ờ đó, xui lắm mới rơi vào chỗ này. Wow, may quá chưa mất gì nhiều. Úi, sao mình cứ bị thương vậy? Quản lý hết tiền chắc luôn. Tiếp theo. Chuyện sẽ xảy ra thế này sao? Chán quá. Lạnh ơi là lạnh. Tò mò làm chi để phải trả giá. Mấy đồ giá rẻ của mình xài có được không đây? Đồ ngon ở bên kia hết rồi còn đâu. Chà, Mia Mini, bạn có muốn thay đổi một chút không? Skin triệu đô đầu tiên của bạn đây. Thú vị đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ ấn tượng. Thử bộ thứ hai xem nào. Xem nào, ai đây? Quý bà bóng đêm. Ưng luôn. Thanh lịch và nham hiểm. Mình sẽ lấy bộ này. Một chàng trai tử tế nhiều tiền đều sẽ nhận được skin đẹp. Tội phạm đường phố kinh hoàng. Chẳng ấn tượng mấy. Thiết xã hội đen. Ai nhìn cũng phải nể cho coi. Một ngày lao động mệt nhọc ở bãi rác. Giờ thì phòng game đầy báu vật nha. Bắt đầu với chú khủng long rác nào. Sao thế? Đi đi chứ. Mình quên mất cái gì à? À ha, dây điện hư nha. Thắt dao nè. Ao, chẳng công bằng gì. Không hỏng nữa rồi. Ô du du, chắc được rồi. Thử nâng cấp nhân vật của mình xem nào. Cái rương cũng không mở được á. Thế thì mở túi rác vậy. Cảm ơn, nhưng gu của mình không phải là người nguyên thủy. Xem thử số 2 nào. Không, bọn nhà giàu sẽ cười cho thối mũi. Không thích mấy thứ rẻ rách này đâu. Cái thứ 3 thế nào nhỉ? Skin tuyệt vời nhất trên đời. Sẵn sàng chiến đấu rồi đây. Cái tiệm này trông ấn tượng đó. Nhưng mà giá thì hơi mắc xíu nha. Mua một món đồ là đổi cả gia tài. Kinh khủng. Ờ, à, cái mặt quen quen. Shop của cậu ấy à? Sao cửa hàng mình có mùi gì nghèo thế nhỉ? Cuộc sống mà. À, hóa ra mùi nghèo do cậu mang tới. Cậu tới mua gì? Xin chào. Mình tới để xem thử bàn phím. Hàng trưng bày ngay trước mặt ấy.
Cậu biết đấy, giờ mình không đủ tiền để mua mấy thứ đắt đỏ thế này. Xù vậy trời. May là cửa hàng đang trống vị trí lao công, cậu có thể làm để kiếm tiền. Đồng ý. Đồ tẩy rửa trong tủ ấy nha, tìm là thấy. Cậu mua gì ạ? Mẫu mã mới nhất phù hợp với tất cả mọi người. Chả có gì đặc biệt cả. Mấy đứa nghèo mà cũng ở đây à? Eo, xúc tu. Sao mà cậu lại để mình nghèo như thế nhỉ? Tiền có thể giải quyết mọi việc mà. Lấy cho mình cái bàn phím đắt nhất. Dạ tiếc quá, cái đó dành cho chủ shop rồi ạ. Bạn nói thật là nực cười, mình không chịu đâu. Đợi đã. Lại là Mia. Rắc rối nào cũng đến từ cậu ấy. Sao cậu lại làm thế? Để xem ai là người chơi cao thủ nhất. Ở đây còn nhiều mẫu mã bắt mắt lắm đó. Để phái đẹp dưới sàn là bất lịch sự nha. Để mình giới thiệu cho một thiết kế vô cùng sáng tạo. Nó có tất cả màu của cầu vồng. Ai thèm thứ rác rưởi này. Sửa lại mắt đi đồ khùng. Một người giàu đơn giản tới đây để giải tỏa căng thẳng mà chẳng có thứ gì đáng để tiêu tiền. Một phút xin được chửi thề, nhưng mà gã đó công nhận giàu thật. Sắp đóng cửa rồi cây chổi ơi. Lâu càng lâu mình càng được nhiều tiền. Thích thì làm. Không còn hạt bụi nào luôn. Mệt quá nhưng cả cửa hàng đều sạch bóng cả rồi. Chuẩn bị hẹn hò với tiền lương thôi. Xin lỗi chị đã làm phiền cậu Beo, nhưng mà mình đã làm xong rồi. Tiền đây đồ thui hoa. Này, không phải là quản lý đấy chứ. Dẫm vào chỗ ướt à. Mình không để tai nạn xảy ra đâu. Bắt được rồi. Ổn chứ Mia. Cậu phản ứng nhanh như chớp ấy. Bởi vì mình là game thủ khá cư mà. Chà, để xem thử nhé. Đồ khiêm tốn, khoe ra hết những kỹ năng tốt nhất của cậu trong trận đấu. Đây. Wow, một trận đấu e-sport. Nhưng mà mình chẳng có gì để chơi cả. Tiền lương của mình còn chả mua nổi bàn phím rẻ nhất. Tiếc ghê. Không cần lo, cứ để hết cho mình. Hành động nhân đạo, chia sẻ laptop nào. Ủa alo, mình thì sao? Từ giờ đây sẽ là máy tính mới của cậu nhé. Ngạc nhiên quá trời quá đất, cảm ơn vì đã giúp đỡ mình. Vô kỷ luật, rồi mình sẽ buôn bán kiểu gì đây? Đừng giận nha, gặp lại sau nhé mày. Mình sẽ cho cậu một cái máy mới, bình tĩnh nào. Chào mừng đến với giải đấu game với điều kiện khắc nghiệt nhất. Một trang pháo tay cho các tuyển thủ nào. Chuẩn bị thua đi, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Mẹ ơi, con được lên tivi. Ăn xin. Này nhé, mình có vé mời đàng hoàng đấy. Thử nhìn mà xem. Nhìn không giống hàng pha ke. Chắc chắn là ăn trộm ở đâu đó rồi. Mau bỏ cái vé này đi. Mình mời Mai tới đây đấy. Đừng gây rối cho cậu ấy. Xin lỗi, mình không có biết. Hứa không tái phạm nữa đâu. Bảo rồi mà. Sao hay ra vẻ quá, vào đi. Sao thế? Mới chạy từ bãi rác ra à? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đấu ở những môi trường dị thương. Chiến. Chào. Bắt đầu sai à? Không. Sân đấu đầu tiên là toilet á. Thi đấu gì mà lạ kỳ ghê. Bạn sẽ làm gì để thắng nào? Cũng không tệ. Để hồi máu nhanh hơn nào. Wow, thiết kế đỉnh đấy. Ngai vàng này để dành cho chỉ huy của quân đoàn. Nhưng mà mình đã khát muốn chết mất. Dịch vụ ở đây 5 sao nhé. Mâm, đồ uống ngon quá nha. Đúng là không cân bằng với đối thủ khác mà. Cảm ơn. Mình sẽ lấy khăn lau. Úi, nhột quá đi. Trừng phạt kẻ thua cuộc nào. Yeah, thắng trận đây rồi. Phòng này chỉ xịn vì nó có tiền thôi. Nổi lửa lên em. Bắt tại trận mấy kẻ chạy trốn nha. Cảm ơn, một phát chết ngay đỉnh. Phải chơi trong nhà vệ sinh của thân lung à. Chứng sợ không gian hẹp đúng là không đùa được đâu. Yêu, mùi thum thủm kinh quá. Sắp chảy nước mắt rồi. Mình bị dị ứng với xịt phòng hương chanh. Mình ao ước được chơi dưới đại dương lâu lắm rồi. Đáng yêu quá, đừng có làm phiền chứ. Laptop không lát à. Bỏ tay ra khỏi mình đi đồ nghịch ngợm. Nickname hay đấy. Trật tự không, mình cho cậu ao game bây giờ. Chiến thắng đang tới gần. Kết quả của cuộc thi đang được tính toán. Chúng ta sẽ biết tên của nhà vô địch ngay sau đây. Hướng mắt lên màn hình nào. Hồi hộp quá, chúng mình đã làm rất tốt. Tin bạn có chiến thắng không? Có bị khùng không trời? Một pha bẻ lái quá gắt. May là nhà vô địch. Hooray. Bất ngờ quá nhà bà già. Nhờ sự tử tế của Mia, mình mới có thể show hết tài năng. Được giải nhì cũng thích. Cầm nè.
đập tay. Chắc mọi người đang đùa phải không? Không bao giờ mình ngồi lên cái xích đu rẻ tiền này. Sẽ ổn thôi. Số lượng với mình không quan trọng. Cho mình đấu lại đi. Tôi không phải người quyết định mọi việc, nhưng tôi biết phải hỏi ai đấy. Trong lúc đó cố gắng luyện tập đi. Các bạn có ai muốn xem một cuộc đấu khác không? Comment bên dưới ngay nhé.